Dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai. Các bà mẹ Do Thái đều nghiêm túc dạy bảo con, sách là nơi cất giấu trí tuệ, mà trí tuệ còn quý hơn cả tiền bạc châu báu, vì không ai có thể cướp đi được. Họ gieo vào tiềm thức những đứa bé về sự ngọt ngào của sách bằng cách nhỏ vài giọt mật lên trang sách cho trẻ liếm. Họ đặt sách trong nghĩa địa vì họ tin rằng các linh hồn cũng thích đọc sách. Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ, ngay cả người ăn xin cũng có quyển sách bên cạnh. Đọc sách đối với họ không chỉ là thói quen mà là nhu cầu tự nhiên như hơi thở, không thể sống mà không đọc sách. Đó là những kiến thức mà những người mẹ Do Thái đã dạy cho con, cũng như nói lên tầm quan trọng của việc đọc sách cũng đối với mỗi chúng ta, cũng như cả dân tộc. Nhưng đã bao lâu rồi chúng ta chưa dành được một vài tiếng để đọc một cuốn sách? Phần lớn người Việt Nam tự hào vì trong nhà họ có gì. Còn bạn tự hào trong nhà có cái gì? Người Việt Nam thường tự hào về nhà cao cửa rộng, chứ ít ai tự hào về trí tuệ, cái tâm của mình rộng lượng đến đâu. Mà thức ăn của tâm trí chính là sách. Nên cái tinh hoa của nhân loại bị chúng ta đánh rơi mất. Người Việt Nam đánh rơi mất. Người Việt Nam đã lâu lắm rồi không có cái thói quen đọc sách. Để văn hóa đọc sách của người Việt Nam lại phát triển một lần nữa, chúng tôi đã xây dựng dự án tủ sách hay nhằm mục đích khơi dậy tình yêu với sách bên trong mỗi cá nhân. Để có thể yêu sách và đọc sách, chúng ta hãy nghe thật nhiều sách hơn nữa, còn nghe cùng người thân bạn bè cùng nhau phát triển hơn, cùng nhau suy ngẫm về một vấn đề trong cuộc sống. Những vị hiền nhân trên thế giới dành rất nhiều thời gian cho sách để có thể đúc kết thành một con người có đủ ba yếu tố là trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Nhưng điều cốt lõi nhất làm nên con người hiền nhân đó chính là hiểu rõ nhân quả của chính mình. Nguyên nhân và kết quả chính là quy luật của tự nhiên. Quy luật ấy giúp chúng ta nhìn nhận việc mình làm trong hôm nay sẽ đem đến kết quả gì tương ứng cho ngày mai. Để có một xã hội yêu sách và đọc sách sau, thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay xây dựng một cộng đồng từ những việc làm nhỏ bé như chia sẻ những giá trị tốt đẹp từ những cuốn sách hay, những mẩu chuyện của các hiền nhân. Một con én không làm nên mùa xuân, nó báo hiệu cho mùa xuân. Vì thế, đừng ngần ngại mà chia sẻ những cuốn sách hay, những bài học ý nghĩa về sách cho bạn bè và cộng đồng. Hãy chung tay cùng chúng tôi mang ý nghĩa của mỗi cuốn sách đến tất cả những con người tại Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có tương lai hay không đang nằm trong tay bạn. Hãy cùng xây dựng tủ sách hay.